Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2021, sáng nay đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã ghi nhận vai trò của tổ chức công đoàn nói riêng, lực lượng công nhân viên chức lao động nói chung, đồng thời biểu dương những thành quả mà Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được trong việc đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, tổ chức công đoàn tỉnh cần phát huy truyền thống 92 năm của tổ chức công đoàn, tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên công đoàn.